Con xin chào cô chú và tất cả các bạn nha. Hôm nay hai vợ chồng con cho lươn ăn. Mình xin chào cô chú và tất cả các bạn. Thì thời gian giờ vừa qua có vài comment á của cả nhà hỏi mình á sao dạo này còn nuôi lươn hay không, sao không quay về lươn nữa. Thì mình cũng nói cho các bạn biết luôn là không phải là mình ích kỷ, giấu kỹ thuật hay là gì. Tại do ảnh hưởng của dịch bệnh á thì tình hình bây giờ cả nhà, thì trước khi dịch á thì lươn giá là 200, rồi dịch bùng phát lên còn có 150, rồi bây giờ không mua luôn. Nói chung là không có thương lái nào lại mua hết trơn á, cho nên mình không có quay về lươn nữa. Nếu mà mình quay về lươn rồi cả nhà thấy thích, rồi cả nhà đam mê rồi nuôi, rồi trong khi đó là bán không được, tội nghiệp cả nhà nữa. Cho nên mình không có quay. Rồi hôm nay mình quay mình sẽ nói cụ thể luôn. Thì tình hình lại gan vậy đó cả nhà ơi. Thì cho dù dịch bệnh nhưng lươn của mình nuôi cũng vẫn cho ăn bình thường. Tại vì nếu mà mình nuôi nó thì mình phải cho nó ăn nha. Đây là mồi nè cả nhà. Nếu mà mình nghĩ dịch bệnh bán không được, rồi mình không cho nó ăn thường xuyên thì cái tội nghiệp nó lắm cả nhà. Thì cá mòi nè, bình thường mình mua ví dụ có 12.000, nhưng bây giờ là lên 15.000, 17.000, nhầm lúc có 20.000 nữa cả nhà. Nhưng mà thôi gán đeo rồi cho nó ăn cho nó no bụng, để thôi mình bỏ đói nó thấy nó tội nghiệp lắm. Bây giờ tiến hành mình xây cá nha cả nhà, đi xúc thức ăn vô mới được, đổ thức ăn vô nha nè. Thì thức ăn thì mình cho thức ăn là từ 35 đạm trở lên nè, thường thường mình cho là 40 đạm. Thì giờ dịch bệnh á, một bao này như nó 550 hay 560 một bao, bình bữa nay 565. Lúc trước thì mình mua có 490 nè, mà dịch bệnh là lên ghét tới 500 mấy luôn. Giờ không biết chừng nào mới được mới bán được lươn nữa, nhưng mà trước mắt mình cho nó ăn đi, tới đâu thì tới chứ biết sao giờ, bỏ nó đói tội nghiệp lắm. Này là mang tiêu hóa cả nhà, đặng mình trộn vô cho con lươn nó ăn á nó mau tiêu chứ không phải thuốc gì hết trơn. Còn cái bịch này là bịch cô am, có nghĩa là nó có cái chất âm bi á cả nhà, lâu lâu mình trộn một lần cho nó nấu trị cái đạn của con lươn á. Lươn thì nó hay bị đạn lắm. Thì cả nhà có nuôi á thì chờ nào hết dịch hả nuôi, không cái này là mình chia sẻ là nhiệt tình luôn nha cả nhà, cho nó ổn định hả nuôi, chứ giờ nuôi đầu ra mà không ổn định rồi á thì mệt lắm. Nuôi tới 8-9 tháng mà bán không được thì thôi mua luôn. Còn mình thì lỡ đeo lên lưng rồi phải cỡ như sao giờ. Đây. Lươn mà giờ ăn cá như là cá người ta ăn cái nha. Cá này người ta đánh bắt cái gì mình không biết nữa, người ta bán nè. Như đặt 12 con ngọc quá. Xịt cũng có nữa. Là đầu là bật cối lên xây thôi. Còn chút xíu nữa xuống dưới cho ăn cho cả nhà xem luôn. Bữa nay mình không có đi săn bắt gì cho cả nhà ơi. Nay làm clip này cho cả nhà xem. Thì nói chung á là tuy là dịch bệnh thiệt mình cũng khó khăn, nhưng mà không để nó đói nha. Nó đói tội nghiệp nó lắm. Thank you.
sâu. Giờ tới chỗ cho Lương ăn nha cả nhà. Thì thường thì mình cho ăn dắt 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối cả nhà. Tại vì bằng ngày á, mình tranh thủ bằng ngày cái mình đi làm chuyện khác, chiều tối về mình mới cho Lương ăn. Thì mình cho ăn cái giờ nào thì mình cho ăn cái giờ đó, chết cái giờ đó luôn. Mình cho ăn từ 7 giờ để vì sao thì bữa nào cũng vậy hết. Nếu chiều mình cho ăn á, thì sớm quá thì bùa không bài đậu dĩ lên luôn. Chụp luôn. Thấy không? Thấy, nó bò lên bự lắm. Mày có con tí rồi. Ăn mà nó rung động luôn. Thù. Thấy vậy nó hung nha anh. Bản năng nó vậy mà. Nó là động vật con mồi vậy mà. Nó bu là dữ vậy ta. Wow. Cái đèn led nó hơi sáng. Một cục chia đủ không anh? Đủ. Chứ cho nhiều nó đâu có. Có đâu nhiều. Con này có lỗ tai luôn nè. Đang thui luôn. Nhìn nó sôi bọt kìa. Nó tại có cái đèn nhát nó không vô. Kém quá. Nhìn bữa nó vô rồi. Sáng quá sáng. Giờ gọi xa lên đi. Rồi vậy. Mình cho ăn cái nha. Mình cho ăn cái thường thì cái giờ nào thì mình cứ chết cái giờ đó chứ mình cho ăn sớm Lương ăn xìu. 7 giờ là 7 giờ, 8 giờ 8 giờ, 9 giờ là 9 giờ. Có cái bồn riêng, cái bồn này là xảy lên gì nè cả nhà. Bồn này cỏ quá không thấy luôn. Một lú đầu. Táp rồi. Rồi, táp giá. Cho nó giá đi, cho nó giá đi. Cục này thấy nhỏ hơn con kia ha. Nghe nó cũng thấy ham.
chút chút đó. Chút chút đó. Giờ mình lại tới cái dĩ này nha, một bồn gì là tới 6 dĩ. Đây là vàng xương rồng của em trai của em út của anh Minh. Gì ho chưa? Không, không có. Bồn này cỏ nhiều nghe tiếng nhất. Không có giờ cái. Hết một thùng chưa? Dạ, hết hai bồn nữa mới hết. Mình cho ăn nó cũng không có đủ lượng thức ăn nữa cả nhà ơi. Cái này giờ, dịch bệnh không ai giờ cá sao? Bà con mình đâu có bắt được đâu. Giờ để bà xã mình cho ăn cả nhà. Giờ mình quay cho cả nhà xem. Lội 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 lên. Giờ cho ăn nó vậy chứ mình không biết chừng nào mới bán được nữa cả nhà ơi. Khổ. Này chắc qua sang năm mới bán được luôn quá. Đây là cái cỏ chảy, mình trồng cỏ chảy. Có số bồn thì rau dừa, số bồn thì rau chay, nhưng mà mình thấy cỏ chỉ là hay nhất. Mình thì thường thường mình trồng cỏ chỉ không à, nhưng mà nó lộn vô vài cọng rau chay hoặc rau dừa đó là nó ăn cỏ chỉ mà không trơn luôn, vậy nó trơn mồi luôn. Bữa nay nó trơn mồi chứ trơn cả nhà. Thì mình chỉ cho ăn lượng mồi của nó cũng còn thiếu, không có đủ hung nữa cả nhà. Rồi cá giờ đâu có nhiều được, do bà con mình đó, đâu đi đánh bắt được nhiều đâu. Bình thường là mình còn ra chợ anh mua được, thiếu quá. Còn bây giờ thì như có mối nào gần nhà chở lên cho mình luôn đó, chứ mình đâu đi lấy được đâu. Đó, con lươn ở nhà thấy không? Khủng khủng hết trơn. Quậy. Để cho dịch bệnh mau hết đó cả nhà, có thể ra sức được cái số bể lương này. Chứ giờ duy trì lâu cũng đuối.
thường thì cũng đã cũng có thể bán được trơn, giờ do dịch biết sao giờ, cố gắng mình đeo theo dịch thôi chứ sao giờ. Ồ, này cũng sắp rồi hết mồi luôn. Ấp cái giá xuống. Có đèn đó nha, thường thường mình gọi có con đèn mình cho ăn, bây giờ hai ba cái đèn á nhé, đói thì cũng là ăn. Còn bể này bể bên kia với bể bên đó nữa là rồi. Đội gung ginh gung ginh gung ginh nó bu lại cả nhà, mình mới động động đó nó bu lại vậy đó. Cả nhà có nuôi á, bạn có nuôi á thì đợi chờ cho thằng nào dịch yên ổn hả nuôi cả nhà ơi, để mình nuôi mà mình bán không được thì khổ lắm, hoặc là bán cũng giá rẻ do dịch bệnh này nè. Hiện tại giờ nếu như mình có bán được cái chăng nữa chắc cũng là không có lời đó, thậm chí tiền cũ đổi tiền mới mà lỗ cái công mình, tại vì một ký hiện tại giờ là nó sụt cao tới 70-80 ngàn ký à, mà 70-80 ngàn đó là cái lời của mình. Ta có phập. Nhà thấy vậy chứ con lươn á nó ăn sạch lắm nha. Cá mình cho ăn vậy chứ cá mà nó hơi sình hơi hôi là nó không ăn đó, nó ăn yếu á. Chứ đừng nghĩ con lươn nó ăn dơ nha. Sạch lắm. Nước cũng vậy, môi trường sống cũng vậy. Mình cho ăn mà cá mà nó không được tốt á, nó dễ bị bệnh lắm. Mình đừng gột là nhiều. Hả? Hết luôn hả? Hay vậy? Thì sao không chữa còn bên kia nữa? Còn cái con bọn bên đó nữa kìa. Hết luôn hả? Ơi hết thôi. Mơ cho ăn bù. Anh nói còn bên đây bể nữa. Hết luôn, hết mồi luôn các nhà. Như bọn bên kia nhịn đói không à. Lươn này thì nó chưa bự bằng mấy bọn kia nha, cái màu nó chưa đẹp. Con lươn mà nó đủ ngày đủ tháng rồi nó bự rồi, nó lên cái màu vàng rất là đẹp, đẹp nó vàng ngính nữa mà nó có bông. Hai bể này thì lươn nó mới có tầm 7 tháng rưỡi à, có mấy bể kia 9 tháng 10 tháng 12 tháng cũng có rồi nhóm năm mà bán chưa được nữa. Thường là 9 tháng là mình bán là vừa. Ừ, con bể này nè. Mình mơ cho ăn bụng rồi. Ừ. Này 6 dĩ nữa. Từ 2 kg mồi nữa, ký gửi nữa, ký gửi mồi nó cũng được. Thôi giờ hai vợ chồng mình về cả nhà. Hôm nay mình quay video rồi, nói chung cũng chia sẻ cho cả nhà. Rồi mình có nuôi á thì hay đỡ hết dịch hay là dịch hết rồi mình ha bắt đầu mình nuôi. Chứ giờ thì dịch bệnh này nè, mình bán không được á. Như mình hiện tại giờ là nói chung là cũng đuối lắm rồi. Lương thì mình bán không được, mà hàng ngày mình phải kiếm mồi cho nó ăn. Mà cái mồi cũng không phải là dễ mua nữa, đâu đi chợ được đâu. Mấy bữa mình mới đi lần á.
4 ngày. Rồi cho nên mình chỉ nhờ người ta có người ta đem là thôi. Ví dụ như nhầm khi người ta kẹt cũng đâu đem lại được đâu, thì bữa đó lương mình đói. À, giờ thì mình cũng xin phép kết thúc video đây. Hẹn gặp cả nhà video sau nha. Xin chào cô chú và các bạn.